Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình ha. Thì trong video này chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn về cái thằng observable cũng như là tìm hiểu thêm hai cái từ khóa liên quan đó là từ khóa producer và consumer. Vậy thì trong video trước chúng ta tìm hiểu sơ lược một xíu về cái object đó là promise. Thì promise nó là một cái object hỗ trợ sẵn ở trong JavaScript ha. Còn đối với cái thằng observable này á, nó là một object chưa hỗ trợ sẵn mà nếu chúng ta muốn sử dụng thì hoặc là chúng ta tự định nghĩa hoặc là chúng ta sử dụng những cái thư viện liên quan ở bên ngoài vậy thì đối với thằng observable này nó là một cái object mình có thể coi như là đại diện đại diện cho một tập hợp nhiều giá trị hoặc là những cái event được gửi đến trong tương lai và các bạn đừng hiểu nhầm các thằng observable này chúng ta không chỉ dùng riêng cho cái việc xử lý bất đồng bộ mà chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng nó cho những cái tác vụ đồng bộ thì trong phạm vi series này chúng ta chỉ bàn luận đến những cái tác vụ bất đồng bộ mà thôi thì tất cả các mô hình mà chúng ta À, có thể áp dụng vào observable á, thì nó đều tuân theo cái hình dịch hình bóng của cái thằng producer và consumer vậy thì producer và consumer là gì bây giờ các bạn cứ tưởng tượng ha giống như cách mà chúng ta đang uh, xem video ở trên youtube đi thì producer nó chính là những cái người sáng tạo ra nội dung là những người tạo ra những cái video còn cái thằng consumer nếu chúng ta áp dụng trong cái mô hình này á, thì consumer lúc này chính là những cái người dùng như chúng ta đang xem video và đăng ký vào một cái kênh youtube nào đó thì đó là cái lý thuyết ở trong thực tế ha. Còn trong lập trình nó áp dụng như thế nào đối với cái mô hình này và làm sao chúng ta biết được cái thằng nào đang sử dụng mô hình producer và consumer để chúng ta có thể áp dụng được vào trong cái thằng observable. Thì một thằng đơn giản nhất là set timeout mà chúng ta đã biết rồi. Thì đối với thằng này bản chất nó cũng đang tuân theo cái mô hình là producer và consumer ha. Thì lúc này chúng ta cần phải lưu ý cái mô hình này mình đang xét tới cái chiều đó là producer là nơi sinh ra dữ liệu còn cái thằng consumer là nơi nhận về dữ liệu ha giống như trong trường hợp này. Producer là người tạo ra nội dung, tạo ra video. Còn cái thằng consumer chính là người, những người dùng nhận được cái video khi mà chúng ta đăng ký xem cái kênh đó. thì việc chúng ta nhận video xong mình làm như là tùy mình ha. Có những người nhận video để giải trí, có những người nhận video để tải về hoặc làm cái gì đấy chúng ta không cần quan tâm. thì trong trường này cũng vậy ha. đối với thằng set timeout á, bản chất nó cũng đang tuân theo cái mô hình này. vậy thì mình sẽ phân tích kỹ như sau thì đối với cú pháp thường ghi mà chúng ta sẽ ghi như này đó là tạo vào một cái function thì thằng này nó là một cái function không tên đúng không nó là một cái anonymous function nếu chúng ta ghi theo kỹ hơn nữa thì mình có thể đặt tên cho cái function này giả sử mình đặt tên cho nó là next là một cái function và chúng ta truyền cái function này vào trong tham số thứ nhất của thằng set out vậy thì ở đây producer là gì và consumer là gì đúng không thì lúc này chúng ta có thể coi như producer chính là cái hệ thống bên dưới của javascript ng hoặc là của web api nó tận dụng tính năng là timer thôi còn consumer chính là cái hàm này nó sẽ nhận được tín hiệu nhận được event hoặc là nhận được bất cứ thông tin nào đó để nó đăng ký khi nó nhận dữ liệu thì trong trường hợp này mình đang tạo một cái hàm và chúng ta gửi cái hàm này và bên trong thằng set timeout để mình đăng ký nhận dữ liệu nhận tín hiệu trong vòng một giây sau thì lúc này nó cũng tuân theo cái mô hình là producer gửi dữ liệu tới consumer ha và đặc điểm ở đây là cái thằng consumer này nè nó sẽ không biết được khi nào dữ liệu được gửi tới Tại vì nếu các bạn học kỹ ở trong JavaScript á, thì khi mà chúng ta truyền vào đây là giá trị một giây thì chưa chắc một giây chúng ta đã nhận được cái phần tín hiệu cũng như là nhận được cái phần callback ở đây ha. Tại vì nó phụ thuộc vào cái cơ chế của JavaScript và phụ thuộc vào cái JavaScript engine nó có đang xử lý nhiều tác vụ khác hay không thì chỗ này chúng ta hay bị nhầm này. Chúng ta truyền một giây nhưng mà chưa chắc một giây sau chúng ta đã có dữ liệu. Nhiều khi là hai giây sau cũng nên. Cho nên cái này là hên xui ha, mình truyền một giây là tối thiểu thôi. Do đó cái mô hình producer gửi dữ liệu tới consumer thì cái thằng consumer nó sẽ không bao giờ biết được dữ liệu khi nào tới ha cũng như là theo mô hình khi chúng ta coi video trên youtube chẳng hạn mình sẽ không biết được khi nào cái thằng producer cái người sản xuất nội dung nó tạo ra video mới thì trong mô hình set Timeout cũng vậy thì chỗ này nó cũng chỉ giải quyết một lần thôi chúng ta hoàn toàn có thể áp dụng vào những mô hình khác nó giải quyết nhiều giá trị hơn và đó chính là cái thằng event chẳng hạn đây là một cái mô hình mà chúng ta cũng dùng khá là nhiều ở trong javascript dom ha ví dụ chúng ta sử dụng cái thằng document mình add một cái event listener và tương tự ha chúng ta cũng sẽ truyền vào một cái function đúng không thông thường mình sẽ ghi luôn ở đây nhưng mình đang áp dụng chung cho nên chúng ta cố tình đặt tên là next ha ở đây mình không nhất thiết đặt tên function là next đâu mình chỉ đặt tên ở đây để cho các bạn gợi nhớ và sau này chúng ta dễ tìm hiểu hơn những kiến thức khác liên quan mà thôi thì trong trường này cũng tương tự như vậy cũng đang áp dụng cái mô hình là producer và consumer thì cái thằng producer lúc này nó chính là cái thằng để tạo ra cái thằng event đúng không có thể coi như là trình duyệt ha là javascript dom khi mà nó nhận được tín hiệu của người dùng á, người dùng tương tác với cái trang web của chúng ta ứng với cái sự kiện là mouse move chẳng hạn thì cái hàm này nó sẽ được chạy thì cái hàm này đóng vai trò giống như là thằng consumer đúng không nó đăng ký nhận dữ liệu từ cái sự kiện từ cái dữ liệu của người dùng và khi nào người dùng người ta tương tác với trình duyệt á, thì nó sẽ gửi đến cho chúng ta một cái tín hiệu thì trong trường này chính là cái event thì bản chất nhìn sâu xa hơn nó cũng đang áp dụng theo cái mô hình là producer và consumer và consumer là người chủ động đăng ký lấy dữ liệu và khi có bất kỳ dữ liệu nào mới tới nó sẽ được gửi về cho thằng consumer và thằng consumer nó sẽ không biết bao giờ dữ liệu gửi tới nha cái này là tùy do thằng producer quản lý chỗ này là chỗ cực kỳ quan trọng ha những cái mô hình nào mà producer là người quản lý cái phần dữ liệu quản lý cái phần tín hiệu thì chúng ta mới áp dụng được trong cái thằng observable vậy thì lúc này thằng observable nó sinh ra để làm cái gì thì một cái lý do đầu tiên nó sinh ra là để chuẩn hóa các mô hình theo dạng producer và consumer này này về chung một API giống nhau và chung một cái cơ chế xử lý để cho chúng ta dễ quản lý và cũng như là nó sẽ bù đắp những cái thiếu sót của các mô hình ở trong JavaScript ha thì các mô hình này ở trong JavaScript nó thiếu sót ở điểm nào ví dụ set timeout đi thì ở đây các bạn thấy là chúng ta chỉ đang sử dụng một cái function và function này nó sẽ luôn luôn được gọi đúng không Lúc luôn luôn gọi sau khoảng một giây hoặc là hơn một giây gì đó thì ở đây nó đang thiếu những cái xử lý liên quan tới error này tại vì cái này mình coi như là thằng đi nếu chúng ta áp dụng vào cái mô hình của thằng promise thì nó có hai trường hợp hoặc là succeed hoặc là error tức là fail hoặc là bending tức là không có error cũng không có succeed thì trong trường hợp của thằng set timeout á cái mô hình này nó cũng đang dùng cái thằng producer và consumer tuy nhiên đang áp dụng cái thằng succeed mà thôi nó không có cái hàm để handle error ha và set timeout một cái hàm được xây dựng sẵn ở trong JavaScript với sự hỗ trợ của web APIs Do đó thì khả năng nó bị lỗi cũng khá là thấp đúng không? Thì đối với hàm này chúng ta có thể tin tưởng được. Còn event cũng vậy ha, event nó cũng sẽ có cái hàm này đăng ký để nhận dữ liệu từ tín hiệu của người dùng. Và cái thằng này nó cũng đang bị thiếu cái cơ chế xử lý dành cho error. Do đó tất cả những cái mô hình này á khi mà chúng ta áp dụng vào trong observable và mình chuẩn hóa với cùng một API giống nhau thì mình sẽ hiện thực thêm ba dạng ha, theo quy tắc của observable nó sẽ có ba trạng thái hoặc là nhận được tín hiệu thì mình có thể coi như là thành công đi thành công này có thể nhiều lần ha có thể nhiều lần rồi error và một cái nữa là complete là khi nào mà chúng ta không muốn nhận dữ liệu nữa hoặc là dữ liệu đã hết rồi không còn làm không còn dữ liệu để chúng ta nhận nữa tức là thằng producer này này nó không còn dữ liệu để sản sinh ra cho chúng ta tiêu thụ cho chúng ta quản lý dữ liệu nữa thì đối với Observable nó sẽ có ba trạng thái như vậy ha thì trong các video tiếp theo chúng ta sẽ tự xây dựng ra một cái observable để chúng ta có thể giải quyết được vấn đề này và thay thế cho cái thằng promise khi mà chúng ta xử lý những cái mô hình mà mình nhận về nhiều dữ liệu mà không nhất thiết phải nhiều dữ liệu ha chúng ta hoàn toàn áp dụng vào trong những cái thằng một thôi ví dụ test timeout nó cũng chạy một lần nhưng mà nó cũng tuân theo cái thằng producer và consumer và ở đây còn một điểm nữa là những cái mô hình này nó phải đảm bảo là phải có cơ chế để chúng ta hủy ha hủy bỏ khi mà chúng ta không muốn nhận dữ liệu nữa ví dụ như là khi mà chúng ta đăng ký một cái kênh youtube chẳng hạn thì chúng ta hoàn toàn có thể unsubscribe nếu mà chúng ta không muốn coi video thì tương tự ha, thằng set timeout cũng vậy. Nó cũng cung cấp cho chúng ta một cái cơ chế để mình không nhận dữ liệu nữa, đó là thằng clear timeout. này mà nó sơ thôi ha, clear timeout này. Để mình không nhận dữ liệu từ cái thằng set timeout nữa. Rồi tương tự ha, event listener cũng vậy, chúng ta cũng có một cái thằng là document.remove event listener. Thì những cái mô hình này nó cũng cho phép chúng ta hủy bỏ cái việc mà chúng ta nhận dữ liệu và cái việc hủy bỏ nhận dữ liệu này không đồng nghĩa với việc là producer nó không sản sinh ra dữ liệu nữa ha. Giống như chúng ta coi video thôi ha. Mình unsubscribe không đồng nghĩa với việc là cái người sáng tạo này người ta dừng làm video. Đó thì áp dụng vào lập trình nó cũng gần gần tương tự như vậy. Thì tất cả những cái mô hình nào mà có đầy đủ các yêu cầu như vậy thì chúng ta đều áp dụng được vào trong cái thằng observable, kể cả thằng interval ha. Set interval cũng vậy, nó cũng có cái hàm là hàm clear interval. Thì bạn nào chưa biết có thể tìm hiểu thêm những cái từ khóa này. Để biết cách chúng ta có thể hủy một cái sự đăng ký nhận dữ liệu từ những cái mô hình như vậy. Thì hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo để chúng ta tự xây dựng một cái object observable từ đầu ha.